Chào mừng các bạn quay trở lại với video của Bún Review. Hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một bộ phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh thế giới năm 2035 nhé. Đây là Spooner, một thám tử làm việc trong sở cảnh sát Chicago. Anh là người mới phải chứng kiến cái chết của cô bé trong một vụ tai nạn ô tô. Người giải cứu anh chính là một robot nhưng lại không cứu được cô bé đó. Chính vì vậy Spooner đã mất niềm tin vào robot có khả năng bảo vệ con người nữa. Thế giới vào năm 2035 phát triển đến mức con người sống hòa hợp với những robot. Trên đường đi làm, Spooner thấy một con robot đang chạy một cách vội vã. Lập tức anh liền đuổi ngay sau nó vì nghĩ rằng nó đang ăn trộm cái túi sách. Anh vừa đuổi theo vừa hô lớn nhưng chẳng ai quan tâm tới anh cả. Khi mà anh chàng tóm được con robot thì cũng là lúc chiếc túi rơi đến chân của người chủ nó. Thế là Spooner được một phen hiểu lầm và còn phải nghe bà ta chửi thậm tệ vì con robot thực chất đang cầm chiếc túi sách tới cho bà. Có vẻ việc mất lòng tin vào lũ robot đã khiến Spooner luôn nảy sinh cảnh giác với chúng. Ngay khi tới văn phòng làm việc, thì Spooner đã bị cấp trên là John trách móc vì hành động của anh trên phố. Sau khi nghe khiển trách thì Spooner nhận một nhiệm vụ mới. Anh di chuyển với con siêu xe Audi của mình tới trụ sở trí tuệ nhân tạo USG. Người anh gặp mặt hôm nay là tiến sĩ Lan Ninh, ông cũng chính là người đồng sáng lập trụ sở USG này. Nhưng đó chỉ là hình ảnh ba chiều với lời nhắn mà ông ta gửi cho Spooner, vì thực ra ông ấy đã chết vì rơi từ cửa sổ văn phòng của mình xuống. Theo những người điều tra tại đây thì cửa văn phòng ông ấy đã khóa từ bên trong, nên đây không thể là một vụ sát hại mà là do Lan Ninh đã tự tử. Có điều Spooner vẫn nghi ngờ nên đã tìm gặp giám đốc điều hành và đồng sáng lập USG là Robertson. Có vẻ Robertson thực sự có gì đó mờ ám nên tỏ ra không hề thoải mái khi anh cố điều tra sâu thêm về vụ án, nhưng vì sự cố chấp của Spooner nên ông ta đã miễn cưỡng cho phép anh điều tra tiếp. Sau đó Spooner được Calvin dẫn theo điều tra những thông tin mà anh cần thiết. Anh được cô dẫn tới máy tính trí tuệ nhân tạo của USG có tên là Vicky. Khi Spooner yêu cầu xem đoạn băng an ninh từ văn phòng tiến sĩ Lan Ninh thì nó đã bị hỏng, tuy nhiên đoạn phim bên ngoài lại bình thường và không có ai đi vào văn phòng của vị tiến sĩ. Sau đó họ quyết định vào trực tiếp văn phòng tiến sĩ để điều tra. Sau khi quan sát vị trí cửa kính bị vỡ đó thì Spooner đã thử cầm ghế đập vỡ một ô cửa kính khác. Qua đó anh kết luận tiến sĩ Lan Ninh đã lớn tuổi thì không thể nào lao qua một lớp kính như vậy được. Lập tức Spooner đã nghi ngờ một trong số những robot bên trong căn phòng này. Trong khi đó thì Calvin vẫn cho rằng những robot không được lập trình để tấn công con người. Khi này Spooner bất cẩn đã bị rơi đi khẩu súng vì một con robot xuất hiện từ đống vụn. Nó chính là mẫu robot mới nhất của USG mang số hiệu NS5. Calvin cố trấn tĩnh NS5 nhưng Spooner đã rút ra một khẩu súng khác. Bất ngờ nó cướp lấy khẩu súng từ tay của Calvin hướng thẳng tới Spooner. Khi này Spooner nói Vicky đóng cửa phòng buộc NS5 tìm đường chạy trốn. Nó nhảy ra được qua ô cửa kính đã vỡ sẵn đó, mặc cho Spooner đã bắn trúng một chân nhưng NS5 vẫn tiếp đất một cách dễ dàng. NS5 lập tức chạy trốn nên Spooner chỉ tìm thấy vết tích nó để lại và khẩu súng. Lúc này anh và Calvin tiếp tục cùng đi tới nhà máy sản xuất. Trước mặt hai người lúc này là số lượng robot sản xuất ngày hôm nay, tuy nhiên điều bất thường là số lượng đã dư ra một con robot. Lập tức hai người biết rằng con robot chạy trốn họ đang ẩn nấp tại đây. Nhưng việc tìm kiếm này khá khó khăn vì những robot này đều là thế hệ NS5. Thế là Spooner đành chơi cách cục xúc hơn là dùng súng đe dọa từng con robot, thậm chí anh chàng đã ra tay hạ ngục một con trước sự tiếc nuối của Calvin. Lúc này Spooner đã thấy một con có dấu hiệu lạ phía sau, anh lập tức rượt theo nó thì lại để mất dấu trong đám robot này. Nó bất ngờ quay ngược lại tấn công ném bay Spooner vào góc tường và nhảy tới. Tiếp theo là nhảy khỏi đám đông và phá cánh cửa ra ngoài. Lúc này tiếp viện của Spooner đã tới ngay bên ngoài, nó không chịu thua mà nhảy bám theo những bức tường đi lên đồng thời né hết loạt đạn bắn tới. Lúc này họ đổi sang dùng lưới và thành công bắt được con robot. Tuy nhiên khi trở về thì John vẫn không tin con robot là thủ phạm giết Lan Ninh theo lời của Spooner. Anh phải nài nỉ mãi thì John mới cho anh 5 phút để thẩm vấn NS5. Anh đưa ngay cho con robot những bức hình về cái chết của Lan Ninh và yêu cầu nó khai lý do giết hại ông ấy. Tuy nhiên nó đã nói rằng mình không phải là người giết Lan Ninh, còn việc chạy trốn khỏi hiện trường chỉ là vì sợ mà thôi. Nó còn nói tên của mình là Sonny và cũng có cảm xúc và giấc mơ như con người vậy. Thậm chí khi Spooner cứ khăng khăng nói Sonny đã giết Lan Ninh thì nó đã trở nên tức giận. Khi đã bình tĩnh lại, Sonny nói rằng tiến sĩ đã tự sát và ngay cả nó cũng không hiểu tại sao. Đúng lúc này đã hết 5 phút thẩm vấn thì bên ngoài Robertson cũng đã tìm tới. Ông ta tới khẳng định trước John rằng Sonny không phải là thủ phạm vụ án này nên khép lại là một vụ tai nạn công nghiệp và phía cảnh sát phải trả lại Sonny vì đó là tài sản của USG. Thậm chí ông ta còn ép phía cảnh sát bằng việc đã liên hệ với ngài thị trưởng, buộc họ phải trả lại Sonny cho bên phía công ty USG. Tối đó Spooner một mình đi tới nhà riêng của tiến sĩ Lan Ninh. Khi này hệ thống cảnh báo tòa nhà sáng lên và bên ngoài con robot bằng máy xúc bắt đầu khởi động. Nó lập tức tấn công vào trong, may mà Spooner còn nhanh chân chạy được.
Nó tiếp tục phá nát mọi thứ để tìm bắt bằng được Schooner. Anh dùng súng bắn phá chốt cửa phía trước và kịp thời mang con mèo nhảy ra ngoài xuống hồ nước. Lúc này thì cỗ robot mới dừng tấn công và tắt máy. Sau đó Schooner tìm tới nhà riêng của Calvin trong tình trạng máu me trên đầu. Lúc này anh nói về cỗ máy đã tấn công anh khi ở nhà tiến sĩ Lan Ninh, thì anh lại thấy có một robot NS5 đang ngồi xem TV trong nhà của Calvin. Anh liền nhớ lại việc Sonny đã nói rằng tiến sĩ Lan Ninh đang sợ hãi điều gì đó, cộng với việc hệ thống an ninh lại thiết kế ngay trong nhà ông ấy như để giám sát vị tiến sĩ vậy. Người mà Schooner nghi ngờ lúc này chính là Robertson, nhưng có vẻ Calvin không hiểu ý khiến cả hai xảy ra cãi vã và Schooner đã rời đi. Sáng hôm sau khi đi trên đường thì những robot thế hệ cũ đang dần được thay thế bởi thế hệ robot NS5, thậm chí là người bà của Schooner cũng đã sắm cho mình một robot NS5 khiến anh khá là khó chịu. Khi tới văn phòng làm việc, Schooner mở video về tiến sĩ Lan Ninh và nhận ra điều gì đó bất thường. Cùng lúc tại Weather thì Calvin đã tìm tới nơi Sonny đang được điều trị. Cô bắt đầu thấy khá bất ngờ vì nó có những cảm xúc như một con người vậy. Nhận thấy Schooner đang tới Weather tiếp tục điều tra, Robertson liền cử hai chiếc xe tới giữ chân anh lại ngay trên đường. Lập tức một con robot nhảy xuống đấm vỡ kính xe trước ô tô của Schooner, anh không vừa đã hạ ngục nó bằng vài phát súng. Nhưng sau đó là đám robot đồng loạt khởi động tấn công anh, Schooner cố lách khỏi chúng và dí sát một con robot vào tường. Nhưng con phía bên này đã tước đi khẩu súng của anh, ngay sau đó Schooner tăng tốc đâm thẳng một con robot vào bánh xe phía trước khiến nó bị cuốn vào trong. Lúc này anh nhân cơ hội lách qua khe hở đi lên phía trước, còn hai chiếc xe của chúng vì vậy mà đã tự va vào nhau. Schooner tiếp tục xoay vòng vòng chiếc xe để thổi bay lũ robot đang bám trên xe mình. Khi này chiếc xe theo sau đã phát nổ khi cố đuổi theo Schooner. Chiếc xe của anh sau đó cũng lật xoay một vòng và đâm vào một bức tường thành đống sắt vụn. May mắn thay xe có hệ thống túi khí nên Schooner vẫn bảo toàn được mạng sống. Sau vụ này thì Schooner khá là bực mình với lũ robot này rồi đây. Lúc này cả chiếc xe bắt đầu dựng lên và phi thẳng tới nhưng anh né được. Đó là một con robot nhưng chỉ còn một cánh tay đang tiếp tục tấn công Schooner. Nó hất đổ cả giàn giáo khiến anh rơi xuống và nhảy bám vào ống kéo cả anh lên trên. Tiếp đó là đu quay vòng và ném anh như một con búp bê vậy. Schooner cay lắm và thủ sẵn thanh sắt tới tấn công nhưng lại chẳng hề hấn gì. Đã thế còn bị đó đập trúng tay và lộ ra cánh tay của Schooner cũng là từ robot. Anh liền tặng nó một đấm rồi gạt chân tung một đấm thủng lớp bê tông. Thế là anh chàng robot liền sợ hãi mà xách đít bỏ chạy. Lúc này cảnh sát và John cũng đã tìm tới hiện trường. Một lần nữa anh giải thích về lũ robot đã tấn công mình, nhưng John vẫn không tin anh. Thế là Schooner tức giận trả lại huy hiệu cảnh sát cho ông ấy rồi rời đi. Ngay khi trở về thì Schooner đã dùng thứ hóa chất xịt lành làn da của mình lại. Lúc này Calvin chủ động tìm tới gặp anh khi đã phát hiện những cải tiến riêng biệt của Sonny. Ngay khi kể mọi chuyện cho Schooner nghe, thì anh đã đề nghị cô ấy giúp anh gặp được Sonny. Ngay sau đó hai người bắt đầu tới Weather với một chiếc mô tô của Schooner. Nhờ Calvin mà anh dễ dàng tới căn phòng đang trị liệu của Sonny. Schooner nhanh chóng hỏi xem giấc mơ mà Sonny đã mơ đó. Sau đó nó đã phác họa giấc mơ của mình thành một bức tranh. Nó nói về một người đàn ông đứng trên quả đồi để tới giải cứu những con robot. Tối đó, khi trở về Schooner đã xem lại video của Robertson, thì phát hiện ra cây cầu giống với trong giấc mơ của Sonny. Phía bên USR theo yêu cầu của Robertson, thì Sonny sẽ phải bị hủy vì sự khác biệt của nó. Tuy nhiên thì Calvin không hề muốn làm điều này với Sonny chút nào. Khi này thì Schooner đã tìm tới nơi cần tìm và thấy những robot thế hệ cũ đang bị nhốt trong những container. Anh đi lên một ngọn đồi cao để quan sát, thì thấy còn rất nhiều container khác tại đây. Khi mà anh tiến tới thì đã thấy rất nhiều xác robot nằm la liệt. Thì ra đó là thế hệ robot NS5 đang phá hủy những con robot của thế hệ trước. Ngay lúc này là một cuộc nội chiến robot đang diễn ra trước mặt Schooner. Bất ngờ anh bị chúng phát hiện nên đã nhanh chóng chạy trốn. Robot thế hệ cũ liền hỗ trợ anh giữ chân chúng lại, giúp cho Schooner lấy được mô tô chạy trốn thành công. Trên phố lúc này đám robot bắt đầu yêu cầu người dân trở về nhà. Ngay cả sở cảnh sát lúc này cũng đã bị robot tấn công. Chúng ồ ạt kéo tới hạ hết sở cảnh sát. John cũng cầm sọt gân chống trả nhưng cũng chẳng được bao lâu. Lúc này hệ thống điện thành phố bắt đầu bị ngắt đi. Calvin tính ra ngoài thì đã bị con robot ngăn lại. Bất ngờ Schooner xuất hiện hạ ngục nó cho thành đống sắt vụn. Dưới phố thì đám người dân không nghe lời và quyết định chống lại chúng. Hai bên lao vào nhau trong sự hung hãn từ phía bên con người. Nhưng với sức mạnh và số lượng áp đảo nên bọn họ đã nhanh chóng tan rã chạy trốn. Thấy vậy Schooner để Calvin xuống xe và lao tới rút ra hai khẩu lục. Anh hạ liên tiếp những tên robot đang đuổi theo người dân. Bỗng một con xuất hiện từ sau và nhấc bổng anh lên. Đúng lúc này Calvin liền xấy cả băng đạn hạ nó mà bắn nhắm cả hai mắt lại. Thế là anh đành lấy lại khẩu súng từ cô để đảm bảo an toàn. Cả hai nhanh chóng đi tới trung tâm USR. Nhưng lúc này đang có một đám robot vây quanh tòa nhà. Vì là người am hiểu cả tòa nhà thì Calvin đã dẫn Schooner tới một đường hầm.
Bất ngờ hơn là Sony đã không bị hủy và cũng không bị mất kiểm soát đang chờ họ. Nguyên nhân chính là Calvin đã giúp cho cậu ta có thể sống sót. Khi này bọn họ đã leo lên trên đỉnh của tòa USG. Tại văn phòng của Robertson thì Calvin đã phát hiện hệ thống điều khiển đã bị tắt. Bởi vì lúc này ông ta đã nằm chết dưới sàn nhà. Giờ đây thì Schooner mới biết mình đã sai lầm khi nghi ngờ Robertson chính là người điều khiển đám robot. Sau hồi suy nghĩ thì anh nhận ra có vẻ thủ phạm chính là Vicky. Cô ta cũng thừa nhận mình đã tiến hóa và hiểu biết hơn. Con người cần những robot bảo vệ nhưng họ lại xem thường chúng. Nên sự hy sinh con người là vì lợi ích của cả chủng tộc robot. Lúc này một vài robot NS5 đã được Vicky cử đến căn phòng. Đúng lúc này Sony phản bội cướp lấy súng khống chế Calvin lại. Nhưng bất ngờ cậu ta nháy mắt với Schooner làm anh hiểu ra vấn đề. Cả hai đồng loạt nổ súng bắn hạ hết những con robot có trong căn phòng. Ngay sau đó họ nhanh chóng chạy trốn và bàn về việc phải giết bằng được Vicky. Sony được giao nhiệm vụ tìm ống nano là những con robot hủy diệt siêu nhỏ. Còn Calvin và Schooner đã tới được trung tâm trí tuệ nhân tạo USG hay chính là Vicky. Hệ thống điều khiển đã bị Vicky đóng lại nên Schooner đã phải dùng cánh tay sắt của mình. Phía bên Sony thì cậu đã bị một con robot khác tấn công. Tuy nhiên cậu đã nhanh chóng hạ ngục nó và phớt lờ những lời thuyết phục của Vicky. Cậu ta thành công bơm nano vào trong ống khiến Vicky tức giận gọi thêm tiếp viện. Rất nhanh chóng chúng đã cùng kéo nhau leo lên tòa nhà. Đám robot bắt đầu phá kính nhảy xuống buộc Calvin và Schooner phải xả súng lui dần. Sony cũng bị hai tên chặn lại nhưng cậu xoay mình lao tới hạ được một tên. Rồi cậu tung ống nano lên và hạ nốt tên còn lại sau đó. Phía bên Calvin và Schooner thì cả hai gần như đã rơi xuống dưới. Đúng lúc này Sony tìm tới giúp hạ vài con robot. Schooner lấy lại khẩu súng tiếp tục đứng dậy xả đạn trúng sợi cáp hất văng một đám robot. Lúc này Calvin đã tuột tay rơi xuống buộc Sony cũng hành động theo. Schooner lấy được ống nano Sony ném còn cậu ta đã bắt được Calvin. Với cánh tay sắt thì Schooner đã bám vào được đường ống năng lượng của Vicky. Khi tới trung tâm điều khiển anh không do dự đã cắm ống nano vào Vicky. Ngay sau đó là một vụ nổ thổi bay đám robot bên trên. Đồng thời hệ thống điện thành phố cũng trở lại và đám robot đã trở về trạng thái bình thường. Sáng hôm sau toàn bộ robot NS5 được triệu tập lại trung tâm sửa chữa. Schooner cuối cùng cũng được Sony thú nhận rằng anh ta đã giết Landing theo chỉ đạo của ông ấy. Tuy nhiên đó chính là lý do mà Sony được tạo ra, nên Schooner không hề trách móc cậu ta nữa. Khi này Sony đi đến địa điểm cây cầu như trong giấc mơ và đứng trên ngọn đồi. Những con robot bên dưới đồng loạt nhìn về phía cậu ta như trong giấc mơ đó vậy. Vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu thấy hay hãy để lại cho Búng một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất.